Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình mang tới cho anh em những bộ máy của Senco, bộ máy 45. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em hai chiếc, đó là một chiếc KS45 này và một chiếc GS45. Chiếc KS45 này có cả khóa zin, mình bán với giá 18,5 triệu. Còn chiếc GS45 này chỉ có đồng hồ, mình bán với giá là 21 triệu. Nói về GS45 thì mình bán khá là nhiều cái sản phẩm này rồi. Nó là những chiếc lên dây, bộ máy 45 nó rất là hay của Senco. Chơi với sâu về Senco thì anh em cuối cùng có lẽ là đều về trở về những chiếc lên dây, nó đúng cái cảm nhận của về Senco. Anh em nào mới chơi thì là sẽ thích những cái phiên bản, ví dụ như GS61 thì nó là những chiếc tự động hơn những chiếc như thế này. Tuy nhiên thì khi một hồi chơi thì anh em sẽ nhận ra một cái là nó là chơi về Senco của lên dây, nó rất là hay, nó khác với những cái phiên bản khác. Chiếc này thì trong cái tình trạng mặt nó hơi bị một chút vết thời gian, vỏ dáng 8000 còn khá là đẹp. Chiếc này sản xuất tháng 7 năm 1970. Bộ máy của nó là 45 22, có nghĩa là chiếc này có một lịch dáng 8000, một cái dáng nó rất là dễ đeo. Dáng này rất là phổ thông đấy. Đối với các cái dòng về Senco GS thì cái dáng 8000 nó được đặc biệt ưa chuộng, còn đối với lại những chiếc về KS thì dáng 7000 thì sẽ được yêu thích hơn. Những chiếc như này mình bán khá là nhiều trên cái kênh của mình rồi, không cần phải tải nhiều về những cái đặc điểm cũng như là thông số kỹ thuật. Mà bản chất thực ra thì anh em đã chơi được những cái con như thế này thì cũng hiểu khá để kỹ về Senco rồi. Chiếc này bán khá là nhiều, mình không có nhiều cảm xúc của cái ngày phiên ngày hôm nay. Cái phiên cảm xúc ngày hôm nay nó phải là chiếc này. Ở đây là cái khóa zin của KS, khóa vàng, còn rất là mới. Nếu mà anh em này chơi về đồ Senco thì anh em biết rồi, nhiều khi khóa còn quý hơn cả đồng hồ. Những chiếc những cái màu như này là tiết điển lên, mình cứ để nguyên vậy thôi. Tiết điển đen tím nó lên ấy. Còn nó rất là đẹp, khóa rất là đẹp luôn. Trời mòn vàng đó. Đây mới là cái sản phẩm mà mình thích của phiên ngày hôm nay. Đó là chiếc Senco KS45. Một chiếc này là cực hiếm luôn. Hiếm không phải vì là nó có một cái gì nó rất là ghê gớm, mà nó là chiếc, anh em có thể nhìn dưới này, đây là SGP, có nghĩa là Stainless Gold Plate, có nghĩa là đáy sẽ bằng thép và vỏ nó bọc gold plate. Có nghĩa là chiếc này nó chỉ lắc kê thôi đấy, chứ nó không phải là những chiếc cáp gold đâu. Tuy nhiên thì trong cái bài toán ngược về anh em chơi về Senco thì những chiếc lắc kê lại kiếm được con đẹp nó rất là khó, và đặc biệt như là những chiếc máy 45 như thế này, anh em có thể nhìn cái đáy nó cực kỳ là đẹp. Chữ O đây nó vẫn còn cái vết xanh, mình dán cái này lên và cái đáy nó rất đẹp, metal còn rất là đẹp, nguyên cát. Chữ nghĩa còn rất là đẹp luôn đây. Vỏ của chiếc này còn đẹp, núm zin, anh em có thể nhìn thấy cái dáng vỏ nó rất là đẹp, kính đá. Những chiếc này nó sản xuất ở thập kỷ đầu 70 cho nên là bắt đầu là kính đá rồi. Cái cọc, các cái cọc của nó là cọc sơn đen, kim sơn đen. Đó. Chiếc này thì so với rất nhiều sản phẩm khi mua về thì chiếc này có lẽ nó chỉ kém một chiếc mà mình đã bán cách đây khoảng mấy tháng. Nhưng trong cái tình trạng như thế này thì có thể nói là tuyệt vời rồi, rất là đẹp. Có lẽ là chiếc đồng hồ này nó gần như không có điểm chê. Anh em có thể thấy một vài phiên mình bán những chiếc như thế này giá nó bằng nửa chiếc này. Tuy nhiên để sản phẩm những sản phẩm như thế này nó rất là khó kiếm được những con đẹp. Chiếc này mình mới nhận hàng mà có lẽ nó hơi bó cót, có lẽ là mình sẽ phải lau dầu qua một chút. Đồ của mình thì về cơ bản thì anh em biết rồi, nhiều cái còn chưa kịp vệ sinh đã đăng lên để cho anh em giao lưu, bởi vì thực ra là cái làm đồ nó cũng khá là đơn giản và những anh em nào hiểu về bản chất của nó thì giao dịch nó cũng rất là dễ thôi. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ.